Sau á, cái ông nhắn lại cho em, ông nói là anh xem rồi, không có gì hết á, em ăn bình thường. Xong em nói thiệt không, hay là anh đang an ủi em vậy, hay là anh đang kiểu trấn an em? Ông nói không. Rồi anh còn biết thêm một cái nữa là khi mà em ăn lén á, chồng em cấm em ăn lén như vậy á, em bé trong bụng em nó sẽ rơi vào trong một cái trạng thái mà nó sẽ rất là thông minh, tại vì em ăn trong sự lén lút mập mờ. Thế xong cái em nói ủa ảnh có đang giỡn với mình không? Sao ông nói không, thiệt mà em nó kích thích trí não phát triển thông minh lắm, em đừng lo không sao đâu. Là sau cái lần đó thì kiểu em cảm thấy là em được trấn an bớt, rồi em không ăn lại nữa, nhưng mà coi như là một cái gì đó để cho mình cảm thấy thỏa mãn hơn, chứ tôi không thì em phải rất ức chế. Quý vị khán giả coi số này hãy hiểu đúng ý của Yumi. Những ai ở bên cạnh bà bầu đừng vì cái ý là bầu mà ăn lén thì con thông minh, thế là cắt giảm hết khẩu phần dinh dưỡng người ta và kêu người ta mày lén ăn đi là chết nha. Trời ơi, nhưng mà rõ ràng mà nói trong cái chế độ dinh dưỡng của bà bầu á thì chúng ta cần phải kiêng đồ sống. Dạ. Như vậy á thì sau khi mà em ăn cái bữa ăn mà nó hoành tráng như vậy rồi á, cơ thể nó có thay đổi gì không? Bữa đó em ăn thì nói chung là đồ sống, nhưng mà nó cũng không hẳn là sống 100%. Em có làm nó chín ở bên ngoài, nói chung nó tái. Tất nhiên là về mặt cơ bản á là nó vẫn không có an toàn tới đúng một cái mức nào đó, nhưng mà em nghĩ là nó đã chín ở bên ngoài rồi, và em sẽ có rất nhiều lý do để biện hộ cho cái việc là nó sẽ đỡ hại nhất có thể. Quan điểm của chị thì lại như thế này, đồ ăn sống đương nhiên là có hại, không chỉ cho mỗi bà bầu. Tuy nhiên á, nếu như mà chúng ta đã theo đuổi cái quan điểm là nuôi dưỡng đứa trẻ với sự đa dạng về dưỡng chất, thật sự nha, sống ở một mức độ cho phép nó cũng nên là một cái trải nghiệm. Cũng đồng nghĩa với việc những cái lần trải nghiệm này nè, nó cũng chỉ nên là những lần nhỏ lẻ và ít nhất. Em xin chào chị Ngọc Lan và chào chị Tony A. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Bây giờ thì chúng ta làm quen với nhau bằng cái câu chuyện hay tin mình mang thai. Lúc đó nhìn như thế nào? Nó giống như là mình có trực giác vậy đó chị. Lúc đó thì em chưa có tới cái ngày để mà mình check thử, nhưng mà em cảm giác sao thì em mập quá. Em mặc quần vô là nó cứ đứt nút ra, xong rồi em nghĩ chết rồi, không lẽ mình lên cân. Nhưng mà khi mà em lên cân á thì em không có bị tăng ký. Thì em cảm giác được là something, nó có một cái gì đó rồi, cái em mới thử. Sáng ngày hôm sau em lại đi vào bệnh viện, em thử máu lại một lần nữa. Khi mà em chắc chắn là em đã mang thai rồi á thì em quyết định lấy cái que thử thai đó em gói lại. Đó là ngày 13 tháng 2, gần tới ngày Valentine. Em tặng cho chồng em làm quà Valentine luôn. Mà lúc mà em gửi cái que thử thai qua cho chồng em thì em gói lại cẩn thận lắm. Thì chồng em mới cầm cái gói quà và nói là ủa sao đâu có năm nào tặng quà Valentine đâu, tại vì hai vợ chồng em không tặng quà Valentine cho nhau. Thì năm nay tặng. Thì xong em chồng em mới mở ra, lấy ra thì không biết là cái gì, thì chồng em nghĩ ủa em tặng cho anh một điếu xì gà hả. Sau đó chồng em cầm cái đó lên và chưa em cản lại kịp, em nói không, mở ra trước đi. Thì xong cuối cùng mở ra thì chồng em vẫn không biết cái này là cái gì, tại vì em xài cái loại que thử thai của nước ngoài á thì nó hơi khác một tí xíu. Thì chồng em hơi bất ngờ, nói là ủa vậy là sao, là chắc chắn chưa, là thử máu hết chưa, nói nè xong hết rồi, thử máu nè, kết quả nè, xong hết rồi. Sau đó thì sao, cái quá trình mình mang bầu mình có trục trặc hay là có cái tâm lý, có cái điều gì bất thường xảy ra trong gia đình mình không? Dạ, nhà em thì đơn chiếc, chỉ có hai vợ chồng thôi. Tất cả mọi cái gì mà thuộc về phạm trù mang thai á thì em không giấu được chồng em. Chồng em giống như là cảnh sát ăn uống vậy đó, nghĩa là check từng chút và cấm đoán đủ thứ hết. May là bởi vì là nhờ như vậy nên là em thật sự là em chỉ tăng đúng có 10 kg lẻ mấy chục gram thôi, và lên đúng một cái bụng, từ trên xuống dưới của em không thay đổi gì cả, size giày em cũng y chang luôn. Có một cái chuyện vui là lúc đó là em mang bầu được 7 tháng rồi thì em mới đi ăn, cái bàn nó cũng khá cao, nó cũng cao vậy nè. Thì lúc em ngồi ăn thì cũng ngồi có một mình thôi, thì có 2-3 anh gì đó lại tán tỉnh, kiểu mà tán tỉnh mà kiểu rất là cố gắng tán tỉnh luôn á, mời đồ ăn, mời rượu, rồi nói chuyện, bắt chuyện đủ thứ hết. Mà bây giờ mà em không biết phải làm sao luôn. Thế em ngồi đây đơ ra. Một lát nữa thì em đứng lên thì mấy ảnh mới thấy là trời, cái bầu bụng em nó to như vậy nè. Thì mấy ảnh kiểu cũng rất là quê á, mà kiểu tội nghiệp lắm. Thế kiểu đơ xong rồi mình kiểu em rất là, nãy giờ em rất là muốn nói chuyện với anh nhưng mà em không biết phải nói gì sao. Hôm nay giờ nói anh ơi em đang có bầu. Xong rồi đứng lên thì kiểu vô duyên quá. Và em nói chuyện với chồng em thì chồng em từ đó về sau là lúc nào em ra đường thì chồng em cũng hỏi là đi đâu vậy? Mình có chồng rồi đó nha, mình đang có bầu đó nha. Ăn diện quá vậy, đẹp quá vậy, đi vô thay đồ đi. Lúc nào em đi đâu là cũng đi vô thay đồ đi, đi vô thay đồ đi. Chồng em làm rất là dễ thương, chồng em không có làm cho em bị khó chịu. Thì xong em cũng vô thay đồ thiệt.
rất là tinh tế. Đúng. Người ta thông thường hay nói rằng là phụ nữ phải tinh tế, còn nam giới thì không cần. Nhưng mà không, chị đánh giá rằng là bản thân nam giới mà có thêm tinh tế, nó là một cái thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Em có thèm một cái món gì đặc biệt không? Chồng em chưa biết luôn á. Nghĩa là từ lúc mà em chưa mang thai thì hai vợ chồng em rất là thích ăn đồ Nhật. Cho nên cái quá trình mang thai đối với em nó khó khăn hai chỗ là em không được uống cà phê sữa và em không được ăn đồ Nhật. Tại vì đa số đồ Nhật là đồ sống, nếu mà mình ăn đồ chín thì nó rất là chán ấy. Có vài lần thì em rất là thèm, thèm đến nỗi mà em ấm ức, em khóc luôn. Xong rồi em có lén ăn. Đi tập ơi, mình cắt chỗ này nha. Cái này chị em mình nói chuyện chơi thôi chứ đừng có giận lên nha. Ý là biên tập ơi, biên tập cắt cái câu của Ngọc Lan á, còn để lại cái câu của Dung My á biên tập. Yeah. Em có lén ăn, em lén ăn mà em ăn nhiều lắm nha. Tại vì kiểu chị biết rồi đó, khi mà mình bầu á, mình thèm một cái gì á, mình ăn kinh khủng luôn. Mấy cơn thèm của bà bầu nó kỳ lắm. Yeah. Nó bị thúc đẩy một cách mãnh liệt từ bên trong. Bữa đó là em kêu cái người giao hàng á là phải đợi em nhắn tin rồi mới được giao, rồi đợi chồng em đi làm rồi mới giao. Thì giao tới, trời chị biết không, trời, em cái gì mà như ngoại tình, cái gì mà như thế. Anh ơi, anh đến giờ đó chồng em đi làm. Xong rồi giao tới thì em ăn hết luôn rồi, nhiều lắm nha. Cái em thấy quá là có lỗi đi, cái em mới nhắn tin cho cái anh bác sĩ theo dõi cái thai kỳ của em á. Em nhắn là anh ơi, em ăn cái này có được không anh? Xong cái ổng cũng kiểu đang suy nghĩ để có thể trả lời lại cho em. Cái em nói em hỏi anh chơi chứ em ăn hết rồi. Xong cái ổng nói em đợi anh trước để anh lên anh search coi cái hàm lượng dinh dưỡng của nó như thế nào. Khoảng 15 phút sau á, cái ổng nhắn lại cho em, ổng nói là anh xem rồi, không có gì hết á, em ăn bình thường. Xong em nói thiệt không, hay là anh đang an ủi em vậy, hay là anh đang kiểu trấn an em? Ông nói không. Rồi anh còn biết thêm một cái nữa là khi mà em ăn lén á, chồng em cấm em ăn lén như vậy á, em bé trong bụng em nó sẽ rơi vào trong một cái trạng thái mà nó sẽ rất là thông minh, tại vì em ăn trong sự lén lút mập mờ. Thế xong cái em nói ủa ảnh có đang giỡn với mình không? Sao ông nói không, thiệt mà em nó kích thích trí não phát triển thông minh lắm, em đừng lo không sao đâu. Là sau cái lần đó thì kiểu em cảm thấy là em được trấn an bớt, rồi em không ăn lại nữa, nhưng mà coi như là một cái gì đó để cho mình cảm thấy thỏa mãn hơn. Chứ tôi không thì em phải rất ức chế. Quý vị khán giả coi số này hãy hiểu đúng ý của Yumi. Những ai ở bên cạnh bà bầu đừng vì cái ý là bầu mà ăn lén thì con thông minh, thế là cắt giảm hết khẩu phần dinh dưỡng người ta và kêu người ta mày lén ăn đi là chết nha. Trời ơi. Nhưng mà rõ ràng mà nói trong cái chế độ dinh dưỡng của bà bầu á thì chúng ta cần phải kiêng đồ sống. Dạ. Như vậy á thì sau khi mà em ăn cái bữa ăn mà nó hoành tráng như vậy rồi á, cơ thể nó có thay đổi gì không? Bữa đó em ăn thì nói chung là đồ sống, nhưng mà nó cũng không hẳn là sống 100%. Em có làm nó chín ở bên ngoài, nói chung nó tái. Tất nhiên là về mặt cơ bản á là nó vẫn không có an toàn tới đúng một cái mức nào đó, nhưng mà em nghĩ là nó đã chín ở bên ngoài rồi và em sẽ có rất nhiều lý do để biện hộ cho cái việc là nó sẽ đỡ hại nhất có thể. Quan điểm của chị thì lại như thế này, đồ ăn sống đương nhiên là có hại, không chỉ cho mỗi bà bầu. Tuy nhiên á, nếu như mà chúng ta đã theo đuổi cái quan điểm là nuôi dưỡng đứa trẻ với sự đa dạng về dưỡng chất, thật sự nha, sống ở một mức độ cho phép nó cũng nên là một cái trải nghiệm. Cũng đồng nghĩa với việc những cái lần trải nghiệm này nè, nó cũng chỉ nên là những lần nhỏ lẻ và ít nhất. Rồi. Nói chứ em cũng có ăn. Đó, biết. Em nói nhìn mà mắt rất là đồng cảm. Chỉ có ai á, mạnh dạn để thú nhận không thôi. Chứ thật chất em nói thiệt, em hỏi xung quanh em kiểu hỏi lén, ai cũng ăn. Và ăn kiểu... Không, ai cũng ăn lén. Ăn lén. Tại vì ăn đồ sống, ví dụ như chị là chị bình thường là chị cũng đã không ăn được. Cho nên trong thai kỳ thì chị sẽ không có ăn đồ sống. Nhưng có ăn lén. Đó. Chị khi thèm quá. Đó. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Thế thì sau cái bữa ăn hoành tráng như vậy á, là mình chỉ việc chờ ngày đi sanh thôi, đúng không? Dạ, em có một thai kỳ khá là suôn sẻ, với lại em cũng khỏe lắm. Rồi như vậy thì cái ngày mình đi sinh nó như thế nào? Nó có giông tố không em? Vô cùng vất vả và khó khăn. Tôi biết. Tôi nghi lắm. Tôi biết. Ông trời không thể cho không ai đó cái gì. Dạ. Em thuộc dạng sinh khó. Mà em bé của em thì nằm im, yên nguyên. Mọi thứ yên nguyên. Không quay đầu, không xoay trở, không gì gì. Dạ, xoay đầu rồi nhưng không tuột xuống. Rồi cổ tử cung thì cứng ngắc luôn, không mở được một chút xíu nào. Và cơ thể em cũng không có một dấu hiệu gì là sẵn sàng cho việc đi sinh cả. Vào cái đêm mà ngày thứ bảy á chị, thì em đau bụng lắm rồi. Và em có mở cái app lên để em canh cơn gò. Thì cả nhà em nghĩ là chắc là em sẽ sinh đêm đó. Thì mới ròng rắn dọn đồ, xách đồ nhậu, xách
rượu, sách tủ lắm. Khoan em, đi xin mà em sách đồ nhậu em vậy? Đi xin chứ phải đi bạc, đi picnic, đi bạc tư. Dạ giống như đi nhậu thì đúng hơn á chị. Chầu em đem theo khoảng 4-5 chai rượu, xong rồi đem theo đồ ăn, rồi snack, rồi đủ thứ hết luôn. Sắp xuống bệnh viện. Mai đi Vũng Tàu hả? Cái đường đó thì chị, cái đường cũng trên đường đó luôn. Mọi người đứng ở ngoài đợi, nhà em thì có khoảng 4-5 người á, cũng là bạn bè thôi, đưa em đi. Mà mọi người trong tâm thế là ok, gặp em bé tới đây là gặp các thứ. Thế xong rồi đi xuống dưới thì em đi vô đo cân gò này nọ kia, cái bác sĩ đuổi em về. Thì 11 giờ đêm tới 12 giờ đêm em phải chạy về, cuối cùng gom hết đồ, hết rượu, các thứ đi về. Thì cũng chưa sinh luôn, tại vì em thật sự là không có một dấu sinh nào cả. Và cái cân gò nãy giờ em đo nó cũng chưa đủ để thành một cái cân sinh ấy. Thì em đau hết một ngày chủ nhật luôn. Xong rồi em gọi cho bác sĩ của em thì bác sĩ nói là ok, sáng thứ hai 9 giờ có mặt để anh check. Sáng thứ hai em qua bên phòng khám của ảnh check này nọ kia thì ảnh mới nói ok, hôm nay sẽ sinh. Từ chỗ của ông bác sĩ thì em đi thẳng xuống bệnh viện luôn. Trên đường đi thì hai vợ chồng có ghé vô trong một cái tiệm hủ tiếu thì em ăn hai tô. Trên đường đi là tụi em có ghé một cái tiệm hủ tiếu, tụi em có ăn hai tô. Nó nhẹ như nhưng mà em mới trắng. Dạ, hai tô, hai ly cà phê sữa đá bạc xỉu á chị. Em nhân đôi lên quá chị Hà Dung. Dạ em có linh cảm là em sẽ nhịn luôn cho tới ngày hôm sau. Mà lúc đó em đau lắm á chị, em vừa đau mà em vừa ăn vậy nè, nhưng mà em vẫn ăn đủ hai tô, húp sạch nước luôn. Xong cái đi xuống tới bệnh viện thì vô thay đồ là đưa thẳng vào phòng sinh là đúng thật. Từ giai đoạn đó cho đến đêm hôm sau em không được ăn một cái gì nữa. Em đi vô em đau đớn vật vã cho tới trưa, toát mồ hôi, thiếu nước, tại vì cũng không được uống gì. Do là bác sĩ nói là em có khả năng mổ rất là cao. Không nở một chút xíu nào chị, nói chung là vất vả lắm ấy. Đau đớn các kiểu cũng không được tiêm giảm đau. Đau khan vậy luôn cả cơ thể. Dạ, không được tiêm giảm đau bởi vì không nở đủ. Thường thì phải 3 phân hay sao đó thì mới tiêm. Mà cái anh bác sĩ của em á, thực chất là ảnh với lại cái ekip sinh á, quá là kiên nhẫn với em luôn. Em nói là em muốn sinh thường bằng tất cả mọi giá. Chỉ có khi nào mà quá nguy hiểm theo kiểu là bây giờ không sinh thường được nữa 100% thì em mới mổ. Thì ảnh kiên nhẫn lắm cho tới tầm khoảng 2-3 giờ chiều á chị. Nước ối vẫn y nguyên không bể luôn, mặc dù cân gò là nó dồn dập. Anh nói ok bây giờ chọt nước ối. Anh bác sĩ ấy, thì bà y tá bà đi vô bà nhìn em xong bà nói em ơi bây giờ mình chọt nước ối nha em. Nói dạ ok chị bác sĩ và chị nói sao em cũng nghe hết tại vì em tin tưởng hoàn toàn. Thì vừa mới nói dứt lời, cô y tá vừa quay đi chưa ra tới cái cửa nữa thì tự động nước ối vỡ bụp bụp nước lên láng luôn. Em nghĩ là nó nghe nó sợ chọt hay sao á, nó tự bể luôn chị. Xong rồi cái chết chị bể rồi quay vô khỏi chọt. Xong cái chưa dừng lại ở đó nữa, tiêm giảm đau vô và đang đợi bác sĩ vô để chuẩn bị sinh thường. Bà y tá bà chọt vô đây, bà canh bà đợi coi rồi đón cái đầu em bé á, thì bà chọt vô bà kêu em ơi chết rồi, ở trong rất nóng giống như là lò bánh mì vậy đó. Thì bây giờ em coi đặt nhiệt độ coi em có sốt không. Thì lúc đó đặt nhiệt độ là em 41 độ. Là sốt kiểu sốt mặt mày em đỏ lè luôn. Thì em tưởng đâu là lúc đó như kiểu mình mệt thôi, nhưng mà thật sự là mình đang sốt và sốt rất là cao và ở bên trong cơ thể mình thì nó còn nóng hơn như thế nữa. Thì bà nói là em ơi bây giờ chị phải bắt đầu vô thuốc hạ sốt cho em, phải xuống nhiệt độ bình thường thì mình mới sinh được. Thế xong cái bắt đầu vô thuốc hạ sốt lại đợi tiếp. Em ngủ thiếp đi chắc phải 6 giờ chiều á, thì coi như là từ sáng cho đến 6 giờ chiều rồi mà vẫn không có xi nhê gì hết. Em nở được khoảng 5-6 phân thôi. Em thức dậy thì hết sốt tại vì thuốc đã vô rồi. Em nghĩ là ok chắc là sẽ sinh được sớm rồi thôi đã. Được rồi, xong rồi. Tầm 6 giờ rưỡi thì bà đó bả lại đi vô check lần cuối. Bà nói là em ơi bây giờ chị check lần cuối cùng và mình sẽ sinh luôn. Em chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ em khỏe chưa, bây giờ uống chút xíu nước thôi, được uống nước rồi, xíu thôi. Bà check lại và bà báo với em một cái tin là em ơi các có thể phải đi mổ em ơi, tại vì xương chậu của em nhỏ hơn cái đầu em bé. Chứ ủa chị ơi bây giờ là công cốc hả chị, là cả ngày hôm nay luôn và bây giờ em phải đi mổ hả? Sao bắt đầu em kiểu khóc méo máu là vì em không có muốn mổ thật sự luôn á. Anh bác sĩ đi vô và anh vẫn trấn an em, anh nói là bây giờ còn một cách nữa em có thể sinh thường, là bây giờ em phải rặn thật mạnh, rất mạnh, lấy hết sức bình sinh của em để rặn, và em phải rặn thật là đúng cách, một phát ăn ngay nha. Chồng em thì đứng kế bên từ đầu đến cuối thì chồng em mới nói là em nghĩ em làm được không, nếu như mà em thấy là em không có làm được á thì mình có thể đi mổ không sao hết. Em nghĩ em làm được. 7:30 thì lúc này là cân gò rất là nhiều rồi và em chuẩn bị có thể sinh được. Thì em nhìn đồng hồ, từ cái lúc mà có cân gò đến bác sĩ kêu em rặn cho đến lúc em rặn ra em bé là mất khoảng 9 phút. Và
em thực sự là em không còn một cái gì giữ lại cho bản thân em luôn á. Từ cái đoạn đó cho đến đoạn sau là coi như nó nhẹ kinh khủng luôn. Và em sẽ không có bao giờ quên cái cảm giác là khi mà em bé nó ra khỏi người mình. Cái nó... cảm giác là lần đầu tiên mình gặp con như thế nào? Thì em thấy nó uống lâu rồi. Em nghĩ chứ em bé mấy ký? Có 3.3 kg hả chị? Mà em không hiểu làm sao á chị. Uống nu chị. Dạ nó như một cái trứng hụt dịch vậy đó. Cái em mới nghĩ chứ, ủa sao nó có thể uống nu như vậy mà nó ra vèo một tháng xong. Thế em kiểu em cũng thấy rất là lạ. Chồng em thì đứng khóc ẵm con, bế con, vệ sinh con, xong rồi bắt đầu nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thường thì em thấy là các bà mẹ khác hay nói là ủa thấy con xấu quá, thấy con kiểu nhăn nheo. Nhưng mà em không hiểu tại sao là em bé nhà em thì nó căng kinh khủng luôn. Chắc có thể là em nghĩ là nó hợp không khí hay sao. Vừa mới ra xong nó căng lên. Trời, con chả như bong bóng. Em nhớ là nó rất là đỏ. Và khi em ẵm nó thì nó vẫn còn ngơ ngác lắm. Và em thấy những cái phòng khác xung quanh nó con người ta khóc lớn kinh khủng luôn, lớn banh bệnh viện, lớn la hét luôn. Còn cái con bé nhà em thì bà khóc vừa vặn như mèo kêu vậy đó. Xong rồi thấy nó nhẹ nhàng lắm. Ê, nó rất cái là nhẹ nhàng cứng đây luôn. Con đẻ ra thì như hộp dịch lộn. Khóc thì như mèo kêu. Cứng quá. Dạ. Rồi bây giờ mình bước qua một cái giai đoạn mới. Đó là giai đoạn mình chăm con. Dạ. Nhà đơn chiếc đó Lan hồi nãy nha. Có nhớ. Mỗi nhà đúng là mỗi cảnh. Em thấy bạn bè em thì than là cô dì chú bác, ông bà quá nhiều và họ quá mệt vì cái chuyện đó. Ở trong cái hoàn cảnh của em thì em thấy là khi mà có một cái người nào đó ngoài chồng mình mà mình cảm thấy mình tin tưởng, mà nhìn giùm mình con hoặc là cho mình đi ngủ yên tâm nhất đó chị, là một cái điều quá là hạnh phúc. Đó, đúng rồi. 2 tháng đầu em ngủ mỗi ngày khoảng 3 tiếng đúng nghĩa luôn. Em ngủ ít đến nỗi mà mắt em lúc nào cũng trong trạng thái là có thể chảy nước mắt. Tại vì nó quá là mệt đi. Và em phải nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục. Nhà em thì ở trên cao, cho nên là mỗi một lần mà chiều hoàng hôn mà buông xuống á, thì cái cảm giác mà em ngồi trong phòng, em nhìn con em ngủ và em nhìn ra ngoài trời, màu nó thẳm xuống, ở dưới phố bao nhiêu người vẫn đang đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi gặp bạn bè, đi cà phê, tiếp tục công việc này nọ, thì nó là một cái cảm giác mà nó vô cùng ám ảnh đối với em. Em nhớ là có một đợt là lúc đó em cũng mới có khoảng 5 tuần thôi, thì có một cô bạn đến nhà thăm. Thì cái cô này cổ dễ thương lắm, và cổ lúc nào cũng vui tưng tửng vậy đó. Cái cổ ngồi xuống cái cổ nói chuyện với em, thì mình bắt đầu câu chuyện thì cổ mới hỏi là chị là mẹ vui không chị, có con vui không chị, bữa giờ chị làm sao. Mà cổ đang rất là hào hứng thì tự nhiên hỏi đến cái câu đó là em khóc nức nở, em khóc không cản nổi. Và cổ chị ơi chị có sao không, chị đi bác sĩ không chị. Sau cái em nói chứ không chị không có sao, chị bình thường. Mình hiểu được nó đang ổn định lại, nhưng mà mình không thể nào sắp xếp nó theo cách mình muốn được. Đúng rồi. Mình đã chọn cái việc là mình sẽ là cái người thấy con lớn lên mỗi ngày khi đó, mà nó vừa sinh ra. Thì cái này là một cái nó quá là quan trọng và giá trị hơn cái việc nỗi buồn của mình. Đúng. Em làm được điều đó vì sao? Vì em đối thoại được với chính em. Và đúng, em rồi, biết bản thân em muốn cái gì và cần cái gì. Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Rồi bây giờ mình bước qua một cái giai đoạn mới. Đó là giai đoạn mình chăm con. Chồng em chăm con rất là tốt luôn. Chồng em tắm em bé từ 9 ngày tuổi. Và chồng em đã tập tắm rồi. Và chồng em nhờ mấy cái cô phụ tá đến nhà tắm bé dạy cho anh cách tắm. Thì xong cái dạy xong thì mấy chị nói là ủa rồi tự nhiên mất chớp. Tại vì dạy xong rồi đâu có cần mấy cô tắm nữa đâu. Giai đoạn ăn dặm con em nó có ăn lén giống như hồi đó nó nằm trong bụng mẹ. Dạ đây là giai đoạn này. Con em thì mới được 6 tháng 2 ngày trước. Em nôn tới giai đoạn này còn hơn nó nữa. Tại vì em là người rất là thích nấu ăn. Em nấu ăn, em nấu thì biết ngon không thì nói chung mình không nhận định được tự mình, nhưng mà em rất là có đam mê nấu ăn. Thành ra là em đã sắm sửa rất là nhiều thứ linh tinh để nấu ăn dặm cho con, và tìm hiểu khá là nhiều để con mình nó có được một cái hệ tiêu hóa nó thông minh và nó khỏe. Chứ em không bổ sung và cung cấp cho con những cái đồ ăn ngon nhất, cho nên là ở giai đoạn này thì em thấy con em đến thời điểm này thì rất là thích ăn. Bạn rất là vui, dạ rất là vui luôn. Em nghĩ là do là em cũng chọn cái giờ ăn ở trong ngày á, là cái giờ mà nó vui nhất, buổi sáng.
nó vui, rồi nó thấy cái này cái nọ, bày trò thế này thế kia, rồi trò chuyện với nó cho nó nghe được, cho nó thấy, cho nó ngửi được là hôm nay con ăn cái này nè, menu của ngày hôm nay fine dining 5 sao là có những cái món này nè. Đó, rồi cái này nè nha, cái này là ăn tốt cho cái gì là em đều nói với con hết. Mặc dù em không biết nó có hiểu không. Hiểu dạ. Đó. Sao? Mình là bút lịch với chồng mình chưa? 6 tháng rồi. Em có nghe cái vụ bút lịch này. Dạ, tụi em thì bút lịch, nhưng mà gia đình em thực sự là rất là kỹ. Chồng em là người rất là kỹ tính, cho nên là chồng em phải chắc chắn là em ổn. Em ổn về cả thể chất lẫn tinh thần. Và hỏi em rất là nhiều là em sao rồi, em thế nào, đều hỏi. Mặc dù em cũng mắc cỡ lắm nhưng em vẫn giữ một chút. Cái gì cũng sẽ ở một cái giai đoạn là em phải thực sự sẵn sàng. Cho nên là ý chị Lan muốn hỏi gì nha? Ý chị Lan là hai đứa bút lịch chưa? Dạ, bút lịch lâu rồi. Lâu rồi phải không? Lâu rồi. Có một chút xíu theo kiểu là ok, bây giờ mình làm mẹ rồi, những cái mặt mệt mỏi về mặt tinh thần đó, nó nhiều. Giống như em nói với chị là những cái tháng đầu tiên của em nó rất là mệt. Tinh thần của mình nó quyết định rất là nhiều vào cái chuyện yes or no. Cách của em á là em không gượng ép và em không miễn cưỡng. Khi mà em không sẵn sàng thì em nói không. Thực sự cái sự thăng hoa nó phải được dựa trên cái nền tảng thoải mái của cả hai bên. Nên mình rất là tiếc với những cái suy nghĩ của rất nhiều mẹ bỉm sữa, đó là sợ chồng đi ra ngoài hoặc là cảm thấy như là buộc phải chiều. Thực ra tất cả những cái điều đó chưa hẳn đã tốt, bởi vì nó làm cho bản thân các chị cũng không hạnh phúc. Mà đáng lý ra chuyện đó phải là chuyện hạnh phúc. Lan vẫn muốn là Yumi gửi một chút xíu gì đó, gọi là tin nhắn dành cho chồng. Dạ, em rất là cảm ơn chồng, cảm ơn ông xã, bởi vì luôn luôn là một người rất là nhẹ nhàng, cư xử rất là đúng mực và khéo léo, và em cảm ơn anh rất nhiều. Rất là cảm ơn Yumi, cảm ơn câu chuyện của bạn đem đến ngày hôm nay.